Quốc với nhà nước này. Cừ. Có ra lường. Nga cái chỗ đó. Xa cái dẫn tâm mạch đi đó, ông nói đó. Anh nói bà anh á đi bắt ếch á với chú Thanh á. Mà ngay chỗ cống mạch sèn á. Cống mạch sèn á, rồi đem đó là thật ra trời nó mưa. Mà nghe là ếch kêu tháng tư ba nhặt. Nước thì là nó lọc á. Tại vì cái tháng nó vừa mùa xuân xong bắt đầu nó lọc, nó mưa tháng tư. Cái đấy là ông nhặt bạc đi. Sure. Chú thấy là bà thấy được. Bà thấy mà vậy chúng ta cũng thấy được. Chúng ta đi xa mà chúng ta cầm đầu đi trước. Cái tơi. Tơi gì nữa bà? Bà kể nghe coi. Cái thịt lá, thịt lá chà chầm á. Thịt lá hồi xưa đó em. Hồi xưa cái gì làm chỉ có tư lá. Tư lá là có một người nông dân đầu nấu lá, mặc tư lá. Còn sau này bà? Thì đứng đó là có mình thấy đó, mình đi đâu chứ mình thấy cái kẻ á. Quát cho nước rồi nè. Quá cái này giống như là cắt nước á. Nhưng mà có chắc đâu là mà. Hả? Nhưng mà làm sao mình biết đó là mà. Chà, bông đêm ở đó. Nếu đêm ở đó. Không, không thấy là có đèn có đút chứ. Đó của mình, cái đi qua là quay, cái đường không. Ma là nghiệp của ma nó luôn nè. Mà để lọc con này. Mà cho là thấy những cái siêu. Cơ hội thì anh nói luôn để anh dẫn nha, nó phải xuất hiện trong này không được để sinh trong này. Một là tôi là những người ngày xưa qua đường đã lỡ mà không cảm ơn anh được, không có hành động là tôi dự báo cho anh là tôi xin lỗi anh. Ví dụ như thế để cho được thì ma nó đang cầu để thì gặp một người nông dân người ta không biết chữ nhưng người ta biết cái việc hành động để người ta xin lỗi đó mới là ma. Chứ không phải ma gì nhé. Sao bây giờ này, bây giờ cái bước đầu cái ông Tấm Anh á, ông đi lòng đầu với mày. Tấm Anh rồi con Nga đi vô á. Dạ. Ông đi ngon qua đó, bắt đầu cái dẫn đi. Dạ, ông đi xuống dưới luôn. Đi vòng đi có đêm luôn. Bắt đầu khi thấy ông có rồi, bắt đầu cái đăng ký đầu, ta sắp đàn, ta bước chơi, ta đi tìm họ. Thì đó bắt đầu dưới luôn. Cái về cái xa đầu ông nó chạy ra thằng ông đi, nó có người dẫn luôn đi. Cả đời dòng mà đi đứng như này, chỉ đứng như này, cái đứng như này mà nó không được. Thấy đi á, thấy mọi người sắp đàn đúng đây cho mình nó không được. Nó không thấy mà nó không thấy người ta sắp đàn mà con đi tìm hả? Mình may á. Nào mày mới á, xa cái bắt đầu đi, có cái kêu như nhà mà có ông nói cho cạn kẽ đó rồi đi. Cái ông cái chỗ nào ở trên lòng giác ông ở chỗ ngay chỗ cống để đẹp chút anh nào rồi đúng rồi ông này gặp giờ rồi nhà ông đi mà có đâu phải cũng mà đâu phải trên các em những người dẫn được đâu cái người mà cái mỏng thấp hay lắm mới bắt được mới dẫn người ta đi đất di dẫn lòng ta đi được quá không nói con thì biết là bọc chúng như như đất này má đội đào nó vô xuống thì còn này có cái bò nó dở qua đây rồi xin bò bát tụng to to rồi cái người ta ở lần mỗi lần mà cái giờ chưa ra là đó cũng tức tôi kêu nhập ra nó chịu nha cái lần thứ sau tết to dạ qua đây là chưa muốn ra phút bữa nó qua đây với ông thầy chú về với ông thầy nếu là bà cốt con anh á chúng mấy ông mày thiếu co làm ai nào ha chúng co là còn là cái hỏi nó rằng là miêu co tu được rồi để sang hết cho người sẽ được biết không nói là bắt đầu cái ông bán người đó cái đi gì đi như bóc cây bóc vô bóc co là cái ba mặt cái ba vô rồi nó co thì nó luôn bóc ra cái bóc cái gió hỏi thì bố thật ngài á là biết tồn tại không bất thử thì tránh hạ tà nếu tà giáo là bất biến đi tránh giáo đương nhiên được bất này cho cái mầm mỏng không chỉ mình yên được mà
nhiều mình đi mất cả một ly nước tâm và phép với cháu cái gì từng làm nhiều bạn nhé mới một bạn đó có nghe không cái mai mấy ông cái gì ông thấy nó mà ra cái gì thì vô mới đầu cái là chúng mà gây âm đi vô cái là ông kia ông có mừng quên liền ở lý do nè thì rồi ở nó cái bị cánh giáo nhưng mà nhỏ như cái trước mình á, tôi là người cầm còn đó mình có thứ gì đến mình do đó cánh gió lên có tàu gió đây là học biết bụng con có nghĩa không thằng có làm việc anh con với tôi có đang tôi hỏi được con tự biết cánh gió tàu gió với tôi thằng con cái chuyện có tôi biết rồi cái cầm với ai con đã cái ngọc những bông lá lên cha, có bông bông lên cha. Con đó con nghe được người ta chết có mắt thằng không mắt, chẳng qua là con tha chiếc áo thôi. Cái thể xác này anh đã lấy cái thời gian đó và thứ gì đó nó thì chắc thì ta vừa lột cái xác này đi cái hồn lên hồn trở về chỗ xác còn đó nhưng ở đâu thì còn ra mình sống làm ra mình ở chỗ tốt hơn chỗ đúng không à, thì như vậy là có đầu thai làm kiếp người đó là đau khó thì là kiếp câu bò đó xuống địa ngục. Tại ra những người học họ cầu mình mò đi vẫn rất là những người đã không có đầu thai được và làm không mò cũng phát hoài rồi thôi. Nhưng mà một năm đêm một năm của họ bạn có năm ở năm của thằng dân hay không con nghĩ không đó. Thành ra đó có nhiều vị á có một công ty chùa ông đi để biết là mất cái chùa ở cái chùa nào lập này họ thờ ổng là ổng là mất tất chết rồi. Nhưng mà thật ra ông đây có mấy tiếng ông đây chết. Nhưng mà cái ổng ngồi trong núi tới 6 năm rồi ông chết. Ông vô bắt đầu dẫn vô trong núi cái nào đó bắt đầu cái thiên cầu đi. Sao còn người đó ông lên cái cửa thiên cầu mà được ở đầu ông đi lên được gì ông lại ông kể là sự tình đi đến đâu gặp ai tìm kể là có nhiều người đi về một cái còn đông những người chết rồi đầu xe đó lại để một lý do là khi mà trở về đầu xe là họ dưới cái đèo xong cũng có gì đó cho nên nhớ chuyện không còn nhớ là quá khứ còn hiện tại bây giờ có nhiều người đầu xe giờ là người mà còn nhớ quá khứ đó thì cái vụ nó VTV3 nó có nói là bắt có nhiều rồi con nghe con thì nó là Đức Phật ra đời bằng chỗ lỗ nách đi ra khi người dọc ra cái mã lên mã cũng đang có một phòng trọ mời ai mấy ông con nghĩa không mời lương à mời lương thì đó nó là phải đổi ra nói chuyện này là thằng Thánh Hóa con hiểu không tại ra cũng bất kỳ bất chiến bất sang cho tốt ngũ cả cũng xem là Phật giáo có hai phái Nam Tông và Bắc Tông. Bắc Tông là cái phái mà người ta thường có người ta bằng cái áo chứ có cái đàn và Nam Tông là anh bằng cái áo không có cái đàn nữa nhưng mà nay này cũng còn sống nguyên thủy hầu xưa Đức Phật hành đạo là đâu có ăn chay đâu là có ăn mà ăn để bầu dưỡng cơ thể để có mà để đi tu mà đi tu để làm việc đời à. Cho nên á cho nên khi hồi bà hoàng hậu dâm ma mã mới ra một cái ao á mà đứng tề
bà mới sinh ra đứa bé bỏng giống như cái ông có 80 giờ cái ông vẫn còn mấy ông rồi. Con có nghĩa không? Thì bên Phật giáo bên Nam Tông ở thằng ấy nói là bỏ đời chúng ta nên bỏ đời ta phải bỏ đời cái cây vô ưu. Vô ưu tức là không phiền não, phải là cái gì cũng phải hết, đúng không? Chỗ đi rút ra ảnh bút sen, bỏ bút sen. Nay con thấy là cái lực lượng làm gì đây giúp bỏ bút sen. Không có bỏ thì không tiếp được. Đời dẫn cho người ra cái tết rồi. À, lần tuần bỏ nào là cái ngày đó để mà đi đầu năm. Vui vẻ đầu năm hay. Con nghĩ không? Mà đầu năm con đầu thai không được. Thì tiếng 21 nè, ba bảo không. Học được kinh ngàn đâu. 21 ngày, đi đầu ra không được. Thì 49 ngàn, mà 49. Hồi nó đọc cô đều lên rồi đầu sau đó. Trời ở đó khi tu luyện đòn hoàn đầu với đòn cái lòng ra mãi được là mới được đi. Còn cái gì? Còn có tội á, thì đưa xuống địa ngục. Còn có nhiều người đầu ra là đây cái gì nhiều khi đâu cũng có mèo. Trời đây cũng chó nó không vậy, đó là con người đầu thai. Vô con chó, con trâu gì con nó không vậy, là con người đầu thai vô đó. Có nhiều người đầu thai là con heo. Có nghĩa không? Còn cái gì con mắt không mất. Thế đi, tạm tốt nhà con ruột đi học lớp người. Thế nào, cho con mình biết bây giờ mà đâu cái đầu sao mà cái chỗ ở mới cho tốt hơn chỗ ở cũ. Có nghĩa là bây giờ con ở trong cái quê là cái nhà nghèo. Con tu luyện, con bố thí tất cả này, con đầu thai là cái người. Nha. Con đầu đây là cái nhà giàu, con là nhà hơn nữa. Là kiếp trước con có bố thí. Cái nào con nhà hơn nữa. Tức là bỏ vô ngang ngọt của anh ta này con nhận ra lại. Nhận cái bụi lần lên. Thì có cái nhiều người á, nó có làm gì có mà có ngầm tỷ tăng cái tỷ tỷ. Con hiểu không? Là vì cái kiếp trước kháng có đầu tư rồi. Kiếp này con không có trả. Thì con đắm tiền vô ngang ngầm. Nha, con bỏ ra đấy. Thì cái tên đủ của con có chết gì rồi. Thì ngân hàng có kêu bỏ con bỏ trả cho con bồi dọa thẳng luôn ấy. Con có 155 phim con đã làm qua. Con có hiểu không? Em đã vào đây nha. Do đó mà kiếp này con đã làm mình cố gắng là bỏ vô ngân hàng. Mình hết năm vừa rồi, thì mai hãy xem coi. Thì để cho chúng ta sẽ bắt đầu đi vào sự báo cáo mà khi nãy mà con báo cáo mẹ thôi thời gian thoát số 45 phút vừa qua xin trở về với lại chuyến tàu tuổi thơ của chương trình của cộng đồng Giao Đông Cộng của Đầu Xuân. Hôm nay là ngày 10, một ngày đẹp, ngày của trọng tài của địa, ngày của cởi mở tìm vui. Trọng tài là luôn luôn gõ cửa đêm tìm đến chỗ địa là đem sự bình an cho cái nơi ở đó. Thì ngày hôm nay có em là Lê Lương, một người em, một người như gia đình đã sống cùng gia đình chúng tôi từ ở ấu thơ và không ai hết để nói lên được cái vấn đề chuyến tàu chuyến vé tàu tuổi thơ đó. Nó cũng gợi cho chúng tôi ngày đầu xuân có thể nhớ về quê hương, nhớ về cái nơi mình đã thường có những tình yêu thương của những người xung quanh. Và câu chuyện tuy nó bắt đầu thì nó cũng không quá phức tạp, thì cũng kết thúc thì không quá phức tạp, nhưng có sự phát sinh, đó là phát sinh của hai người mà nhân chứng cô lão trong cái vùng đất đó cũng giống như mối quan hệ đó, đó là ông Đặng Đức Tú và bà Phạm Thị Yến, đó là ba mẹ con. Đào Xuân xin cầu chúc ba mẹ bình an, ấm áp và vui vẻ. Chương trình của cộng đồng Giao Đông Cộng xin hẹn gặp lại các bạn lần sau.